Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha anh em. Tối nay được một bữa tự thưởng cho bản thân mình một con gà ác cả nhà ơi. Con này thì tầm 1 kg cả nhà. Đó. Khá là bự luôn á, mình mua về mình hầm thuốc bắc nha cả nhà. Ăn bồi bổ. Rồi ok, mời anh em nha. Trời ơi thơm quá. Mình vừa mới hầm được cũng 1 tiếng nữa nha, nó cũng còn khá là nóng luôn á. Trời ơi tráng muối tiêu. Ngon quá. Con này khá là to luôn đó nha, một tí ấy. Thường thường thì ở ngoài quán nó bán á, thì những cái con nhỏ à, nhỏ tầm vài lạng. Còn cái con của mình thì mình mua về mình ăn nó to nha, to ăn cho nó đã. Trời ơi đã lắm. Thường thường gà mà hầm hầm thuốc bắc thì cái nước nó sẽ bổ hơn. Wow, đã quá. Phần này là cái phần ức. Con này cũng to đó nha. Thường thường mình ăn ở ngoài tiệm thì mình ăn con khoảng vài lạng chiến hết con. Còn con này nó khá là to luôn, không biết là ăn có hết không. Đã quá. Mấy con gà đen gà ác như thế này thì chỉ có thể là hầm thuốc bắc thôi. Theo mình nghĩ thì chắc là xào chắc không ngon đâu cả nhà ha, kho. Cái đùi à, thường thường thì ông cha ta có câu là nhất phụ câu nhì đậu cánh, nói về cái món gà, nhưng mà mình thì mình lại thích ăn đùi. Phụ câu thì mình không ăn, đầu thì mình cũng có ăn, nhưng mà mình vẫn thích ăn đùi hơn nha. Kiểu như cái thịt đùi, thịt nó dai nó ngon. Giỏi quá. Trời, cái chân của nó, cái móng nó kinh khiếp, khủng khiếp. Thường thường thì ăn gà mình không thích ăn da cả nhà ơi. Mình thích ăn cái thịt nó. Trời. Ui giời. Đã quá. Kiếm được một nửa rồi. Phía dưới đó cả nhà, cái nước nó còn nóng à.
có quả táo. Quả táo nó ngọt ngon kìa. Một mình mà dứt con gà như thế này là no luôn đó nha. Nghỉ ăn cơm. Ăn thịt gà không cũng đủ rồi. Cái bàn của mình nó hơi chật đó, nên là mình ăn mình bỏ xương vô chung luôn. Anh em coi video thông cảm nha. Chiến cái đùi thứ hai nè, mình thì mình khoái ăn đùi lắm, cái gì mà cho mình ăn cái đùi là mình khoái à. Sao quá đã quá. Con này nó nhỏ nhỏ giống như con gà tre cái nè. Cỡ con như thế này một người ăn là vừa. Bao. Gà này mà hầm thuốc bắc á, ví dụ như ai mà mới bệnh dậy hay là mấy bà bầu nữa cả nha, hoặc là những người lớn tuổi mà kiểu như là sức đề kháng hơi yếu, mua gà này về hầm thuốc bắc ăn bồi bổ rất tốt cho sức khỏe nha. No mất tiêu cả nhà ơi. Wow, cái gan của nó này. Cái gan chắc mình không có ăn. Con gà ác mà cái gan nó nhìn cũng đen xì lì luôn cả nhà ơi. Đen thui rồi. Nói chung là con gà này được hai cái đùi với lại cái ức. Nó còn mấy cái bộ phận khác thì nó cũng ít thịt cả nhà. Đầu nè. Đầu nha. Lột cái da. Tên tên tên. Con gà này mà ăn bằng đũa nó hơi khó nha cả nhà, nên là mình sử dụng cái tay không, nên là cả nhà thông cảm cho mình nha, đừng có đánh giá mình là nói ăn mất vệ sinh, tội nghiệp mình nha. Nói chung cái gì mà ăn như thế này là ăn dân dã cả nhà, dùng tay chơi luôn. Ở bên nước ngoài á, bên Ấn Độ rồi bên Ấn Độ á nha, mấy nước mà theo đạo đạo Hồi á thì người ta ăn cũng ăn bóc giống mình á. Bên đó người ta không có dùng đũa, không có dùng muỗng, chỉ dùng tay bóc à. Tôi không biết là lúc ăn lẩu người ta sẽ dùng cái gì ta. Cái này hơi khó ha. Ok.
Chén muối ngon quá. Nói chung là con gà này được hai cái đùi với phần ức, là ăn nó thịt nó nhiều. Tối nay thì mình ăn đơn giản như thế này thôi cả nhà. Nói chung là mình ăn lâu lâu ngày á, mình kiểu như là mua cái món gì nó tẩm, kiểu như là về tẩm bổ cho cơ thể một tí á, để có sức mà ra nhiều video cho anh em xem ha. Đó, hết rồi nha cả nhà. Còn cái phô câu. Rồi, ok anh em nha. Có lẽ mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Nếu anh em thấy hay á, để lại cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.